Thoái hóa khớp thì có điều trị khỏi được không? Có lẽ đây là một câu hỏi mà rất là nhiều người chúng ta đang quan tâm đúng không nhỉ? Bởi vì ngày càng nhiều người chúng ta có cái vấn đề như thế này và nó làm cho chúng ta rất là khó chịu, nó đau hàng ngày và chúng ta khó để mà chúng ta sẽ đi lại. Thế thì trước khi mà chúng ta trả lời câu hỏi đấy, chúng ta phải hiểu bản chất của cái vấn đề liên quan đến thoái hóa khớp cái đã. Thế thì bình thường khi mà ở đầu những cái xương của chúng ta, đặc biệt là tiếp giáp giữa cái hai cái xương với nhau ấy, thì nó sẽ có những cái sụn khớp. Và cái sụn khớp như này ấy, thì nó sẽ có cái tác dụng như thế nào? Nó sẽ làm cho cái việc mà cái di chuyển của cái khớp ấy nó sẽ được trơn tru hơn. Cái đầu tiên nó sẽ làm cho cái việc mà chúng ta di chuyển nó sẽ trơn tru hơn. Cái thứ hai nữa là gì? Chính cái việc cái khớp đấy ấy, thì nó sẽ là giúp cho cái việc mà làm cho giảm cái trọng lực lên trên cái xương ở cái cơ thể của chúng ta. Ví dụ như chúng ta có cái khớp gối đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ có là toàn bộ cái trọng lượng của cơ thể chúng ta nó sẽ dồn, và khi mà có cái lớp sụn khớp đấy, nó sẽ là có cái sụn khớp đấy nó mềm. Nó giống như là cái lốp xe chúng ta ấy, thì khi mà cái xe nó đè lên thì cái lốp nó sẽ có cái độ nún này, nhún nhảy như thế, thì nó sẽ đỡ cái tác động lên cái nền ở bên dưới của chúng ta hơn. Thì cái khớp của chúng ta cũng thế, nếu như mà nó không có cái khớp đấy thì cái trọng lực nó sẽ đè lên cái xương và nó sẽ dễ bị tổn thương xương hơn. Tức là khi mà có cái khớp ấy thì nó sẽ giảm cái lực nén lên trên cái xương của chúng ta nữa. Thế thì đấy là cái tác dụng của cái khớp của chúng ta. Và theo thời gian thì cái khớp đấy nó có thể nó sẽ bị tổn thương, nó sẽ bị mòn đi ở cái khớp đấy. Thế thì đấy chính là cái việc mà cái quá trình thoái hóa nó sẽ diễn ra. Nó cũng giống như cái lốp xe ô tô của chúng ta thôi, là khi mà chúng ta đi nhiều thì nó sẽ bị mòn thôi. Và cái việc này thì chúng ta không thể tránh khỏi được. Nó chỉ khác nhau ở chỗ là nó mòn ít hay là mòn nhiều thôi. Tức là nếu như mà chúng ta dùng nhiều thì nó sẽ là mòn nhiều hơn, chúng ta dùng ít thì nó sẽ là mòn ít hơn. Và một số những yếu tố mà nó sẽ là nguy cơ, nó làm cho cái việc mà thoái hóa khớp nó sẽ diễn ra nhanh hơn. Thứ nhất đó là có tuổi. Tức là chúng ta nhiều tuổi thì chúng ta sử dụng cái khớp đấy lâu dài hơn, chúng ta dùng lâu rồi thì nó sẽ là dễ bị mòn hơn. Nó giống như một cái lốp xe đúng không nhỉ? Chúng ta đi lâu thì nó sẽ là mòn. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là cái trọng lượng của cơ thể của chúng ta, đặc biệt là những người mà thừa cân và béo phì. Dễ hiểu thôi đúng không nhỉ? Một cái xe ô tô mà chúng ta chở một người so với cái xe ô tô đấy mà chúng ta chở ba người, thì chắc chắn là khi mà chúng ta chở ba người thì cái lốp nó sẽ nhanh mòn hơn. Thế thì đối với một cái người mà cân nặng, thừa cân, thì cái nguy cơ cái việc mà chúng ta bị thoái hóa khớp nó cũng sẽ là nhiều hơn so với một người mà nhẹ cân. Bởi vì rõ ràng là ngày nào chúng ta đúng không ạ, hàng ngày trải qua ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cái khớp đấy nó phải chịu được một cái trọng lượng của cái cơ thể của chúng ta. Thế thì cái việc mà cái cơ thể nó bị thừa cân như thế thì nó sẽ áp dụng nó sẽ đè nén lên cái khớp đấy, nó sẽ là liên tục như thế. Rồi, đấy là cái thứ hai của chúng ta. Cái thứ ba của chúng ta nữa là gì? Đó là liên quan đến cái nghề nghiệp của chúng ta. Thế thì một số những người mà chúng ta làm trong những cái nghề nghiệp như là bốc vác đúng không nhỉ? Thì rõ ràng là khi mà hàng ngày mà chúng ta cần phải bốc vác như thế, nó làm cho cái trọng lượng nó sẽ đè nén lên cái khớp đấy, nó cũng sẽ là nhiều hơn so với những người mà chúng ta không phải là bốc vác. Thế thì không chỉ mỗi ở cái khớp gối mà kể cả những cái khớp ở cột sống của chúng ta thì nó cũng có sẽ bị tác động lên từ những cái việc mà chúng ta bê vác nặng như thế, cái nghề nghiệp của chúng ta. Và cái thứ tư đó là những cái liên quan đến tổn thương ở cái khớp đấy. Ví dụ như chúng ta đã từng bị ngã, chúng ta đã bị từng bị tổn thương ở cái vị trí khớp đấy, thì cái nguy cơ của nó cũng sẽ là bị thoái hóa, nó sẽ là nhiều hơn. Thế thì đấy chính là những cái lý do mà nó sẽ làm cho cái khớp của chúng ta nó sẽ là bị thoái hóa. Thế thì bây giờ nó cũng giống một cái lốp xe đúng không nhỉ? Thế thì câu hỏi là thoái hóa khớp có điều trị khỏi được hay không? Thế thì theo bạn là cái lốp xe mà nó bị mòn thì nó có làm lành lại hoàn toàn được hay không ạ? Không đúng không nhỉ? Chúng ta chỉ có thể là thay lốp xe thôi. Thế thì cái khớp của chúng ta cũng thế. Tức là chúng ta chỉ có thể là thay khớp, nên là chúng ta mới có một cái phương pháp là thay khớp bởi vì thế. Tuy nhiên thì nó sẽ tùy từng cái mức độ của cái thoái hóa khớp, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng thay khớp. Đến cái mức độ nào đấy rồi chúng ta mới phải thay khớp thôi. Chứ là chúng ta không thể nào mà điều trị cho nó khỏi hoàn toàn giống như ban đầu được của chúng ta. Nên là nếu như mà chúng ta nghe thấy một ai đấy mà chúng ta quảng cáo một cái thuốc nào đấy hay cái thực phẩm chức năng nào đấy mà để mà bảo là điều trị khỏi hoàn toàn cái thoái hóa khớp là không có, mọi người nên nhớ cái chỗ đấy nha. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có những cái mức độ khác nhau, chẳng hạn như là cái giai đoạn đầu của chúng ta đúng không nhỉ? Thì khi mà nó mới bắt đầu nó bị thoái hóa thôi thì cái sụn khớp nó vẫn đang còn, nhưng mà nó sẽ bị tổn thương một cái phần nào đấy thôi. Và lúc này thì nó sẽ là dẫn đến cái tình trạng là nó bắt đầu chúng ta sẽ có những triệu chứng đau ở cái khớp đấy. Thì cái phương pháp đầu tiên mà chúng ta sẽ cần áp dụng đó là gì? Đó là những cái phương pháp mà cái liệu pháp là vật lý trị liệu. Thế thì tại sao nó lại là cái vật lý trị liệu? Nó giống như là chúng ta tập thể dục ấy. Không mở được rồi con. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy?
2000 years later. Vật lý trị liệu chính là cái phương pháp mà tập thể dục của chúng ta. Thế rất là nhiều người chúng ta sẽ đặt câu hỏi là bây giờ bảo đau khớp mà lại tập thể dục đi bộ nữa thì có sao không? Thế thì đây chính là lý do mà tại sao chúng ta sẽ phải có những chuyên gia vật lý trị liệu. Thế thì cái tại sao vật lý trị liệu nó lại giải quyết vấn đề liên quan đến cái thoái hóa khớp? Thực tế nó không phải là tác động lên cái khớp, mà đối với những cái bài tập vật lý trị liệu ấy, nó sẽ giúp cho những cái khối cơ ở xung quanh cái khớp đấy nó sẽ được khỏe hơn. Và khi mà cái khớp đấy, là cái cơ đấy nó sẽ khỏe hơn ấy, thì nó sẽ là chịu được cái trọng lượng nó thay cho cái khớp đấy. Nó giống như là bây giờ chúng ta sẽ có một cái khớp cái đột cột sống nhỉ. Thì bình thường cái cột sống của chúng ta nó sẽ chịu cái trọng lượng ở phía bên trên này của chúng ta. Thế thì cái cột sống đấy ấy, thì nó sẽ chịu được cái trọng lượng là 50 cân chẳng hạn. Nhưng mà nếu như mà chúng ta sẽ có một cái giải cơ ở quanh ở hai bên cột sống, bình thường là cơ thể chúng ta 50 cân thì cái giải cơ đấy nó sẽ chịu được cái trọng lượng là 10 cân và cái cột sống nó chịu được là 40 cân. Nhưng nếu như mà chúng ta tập luyện cho cái giải cơ đấy nó khỏe lên thì cái giải cơ đấy nó sẽ có thể là chịu được lên cái trọng lượng là 20 cân. Và lúc này thì cái cột sống nó chỉ còn chịu được mà còn chịu 30 cân đúng không nhỉ? Tức là nó sẽ giảm hơn. Và đấy chính là cái tại sao chúng ta lại phải có những cái bài tập vật lý trị liệu như thế. Thì tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần có những cái bác sĩ để có những cái bài tập làm sao mà để tránh cái việc mà tổn thương thêm của cái khớp đấy. Rồi, đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là chúng ta sẽ là dùng những cái thuốc để mà chúng ta sẽ giảm đau ở cái vị trí khớp đấy. Thế thì đối với cái thuốc để mà chúng ta giảm đau ấy, thì nó sẽ là, mọi người sẽ nên nhớ là tất cả những cái thuốc mà chúng ta điều trị đối với cái giảm đau ở phần khớp ấy, thì nó sẽ đều có ảnh hưởng không tốt đối với cái vấn đề dạ dày của chúng ta. Cái nhóm thuốc đấy, dạ dày, thận và một số những bệnh lý khác. Nên là chúng ta khi mà chúng ta uống thuốc ấy, thì chúng ta sẽ phải cân nhắc. Và thường là cái thuốc nào mà giảm đau càng nhanh thì cái nguy cơ nó sẽ có những cái tác dụng phụ nó sẽ càng nhiều hơn. Nên là chúng ta sẽ làm nếu như mà mức độ mà đau chưa cần thiết thì chúng ta không cần phải uống thuốc. Còn nếu như mà đầu nó sẽ đau tăng lên ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng từng bước một, chứ không phải là lúc nào chúng ta cứ là chọn cái thuốc tốt nhất, cái mức độ mà giảm đau tốt nhất đâu. Thế thì ở đây ấy, thì nếu như mức độ mà nhẹ thì mọi người nên sử dụng những cái dạng thuốc ấy. Thì ở đây nó sẽ có hai cái nhóm thuốc mà chúng ta có thể là chúng ta sẽ hay sử dụng. Đấy là những cái như là ibuprofen này. Những cái này là những cái thuốc mà không kê đơn. Ở trong cái phạm vi của cái video như này, bác sĩ Ngọc sẽ chỉ hướng dẫn cho mọi người những cái thuốc mà không kê đơn thôi nha. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ có cái ibuprofen này, hay là chúng ta có cái diclofenac. Thì đấy là những cái thuốc để mà chúng ta có thể là chúng ta sẽ uống để mà trong giảm đau. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta mới bắt đầu ấy, thì mọi người nên sử dụng những cái sản phẩm mà dạng bôi. Thì khi mà những sản phẩm dạng bôi thì nó sẽ là chỉ bôi thẩm thấu ngay ở cái vị trí khớp đấy thôi, thì nó sẽ ít vào máu hơn của chúng ta, thì nó sẽ giảm những cái nguy cơ tác dụng phụ kia. Thì mọi người tại thời điểm hiện tại thì nó sẽ có một số những cái như là cái diclofenac ấy, dạng gel bôi, hay là có cái diclofenac dạng xịt. Thì chúng ta có thể là xịt vào, ví dụ như bố mẹ bác sĩ Ngọc cũng có thỉnh thoảng cái đau khớp thì mình mua một cái dạng xịt về mình xịt cho mọi người, cho bố mẹ, thì nó cũng sẽ là đỡ đau ở cái chỗ đấy hơn. Sau đó thì nếu như mà ngoài cái việc xịt đấy thì chúng ta sẽ có những cái miếng dán, chẳng hạn như là cái cao dán Strapat chẳng hạn, hay là cái việc mà chúng ta dùng dầu gió chúng ta bôi vào, thì nó cũng sẽ là có cái tác dụng, mặc dù là nó không được rõ ràng lắm. Cái dạng xịt thì nó sẽ hiệu quả hơn. Và nếu như mà chúng ta dùng những phương pháp đấy mà nó vẫn không đỡ được nữa thì lúc này chúng ta mới phải dùng đến cái dạng uống, cũng là cái diclofenac đấy, để chúng ta có thể chúng ta sẽ uống, nó sẽ giảm cái mức độ đau đấy. Sau đó thì có thể có những trường hợp mà nó cái mức độ đau nó sẽ là đau nhiều hơn, hay là cái việc mà cái sụn khớp nó di chuyển nó sẽ khó khăn hơn ấy, thì có thể là người ta sẽ tiêm một số những cái tế bào gốc vào trong đấy để cho nó có một phần nào đấy nó sẽ là cải thiện phục hồi chỗ đấy, hoặc nó sẽ là tiêm cái HA hay là hyaluronic acid để làm cho cái việc mà nó sẽ trơn tru hơn trong cái quá trình mà nó di chuyển ở cái khớp đấy. Thì đấy là đối với những trường hợp mà chúng ta sẽ là xử lý. Mức cái cuối cùng của chúng ta nữa thì người ta bắt đầu người ta có thể người ta sẽ tiêm corticoid vào. Thế thì đối với cái corticoid khi mà chúng ta tiêm vào cái nó sẽ giảm đau rất là nhanh. Tuy nhiên thì chính cái corticoid nó lại làm cho cái việc mà cái sụn khớp đấy nó làm tăng cái tổn thương thêm. Tức là nó sẽ xử lý ngay lúc đấy nhưng sau đấy nó lại làm nặng hơn. Trừ trường hợp là chúng ta đau quá thì chúng ta mới phải dùng nó thôi. Nhưng mà thường là nó sẽ có tác dụng đâu đấy trong vòng 3 tháng và sau đó chúng ta lại phải đi tiêm lại. Tức gần như là 3 tháng chúng ta lại phải tiêm một đợt như thế. Thế thì ở đây là những cái mà mình thấy là rất là nhiều người ở quê mà người ta dùng cái phương pháp này, người ta tiêm. Thế thì ngay cả ngày xưa là bố của bác sĩ Ngọc này, hay là em của mẹ cũng là đau khớp mà. Tức là cứ thấy đau cái là bắt đầu rủ nhau đi tiêm như thế. Nhưng mà mọi người không biết được cái hậu quả của nó. Nó rất là nguy hiểm ở sau này. Tức là không đến mức đấy thì chúng ta không nên tiêm. Tức là đây cũng là một phương pháp nha.
Nhưng mà chúng ta chỉ tiêm khi mà chúng ta không thể chịu được. Đối với những phương pháp kia nó không giải quyết thì chúng ta mới phải dùng những phương pháp này thôi. Và sau đó thì một thời gian khi mà chúng ta tiêm ấy, mà nó không thể nào mà nó đáp ứng được nữa thì lúc này chúng ta bắt đầu chúng ta mới chuyển sang cái phương pháp mà thay khớp thôi, thay khớp gối. Và đây là gần như là cái phương pháp cuối cùng của chúng ta rồi. Thế thì đối với mình sẽ nhắc lại một lần nữa, đó là cái việc mà chúng ta điều trị thoái hóa khớp thì gần như nó sẽ không thể nào mà khỏi hoàn toàn được đâu, trừ trường hợp là khi mà chúng ta thay khớp gối thôi. Thì hy vọng là giúp cho chúng ta cái video này nó sẽ là giúp cho chúng ta hiểu được về vấn đề liên quan đến thoái hóa khớp gối và những cái phương pháp để mà chúng ta có thể là chúng ta sẽ điều trị nó từ mức độ nhẹ cho đến mức độ vừa và mức độ nặng như thế nào. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào những cái video tiếp theo. Bye bye. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.